Hello, everybody, welcome to HealthVKT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh HealthVKT. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game Tam Quốc. Thấy nó mới mới nên vào quẩy xem sao ha. Ok, bỏ qua đi, nói chuyện nhiều quá. Không biết là cái loại này chơi sao luôn. Qua luôn. À, được con tướng hả? Đừng nói là game thẻ bài nha. Chán game thẻ bài lắm. Tam Quốc. Lẽ nào Tam Quốc. Vương triều Tam Quốc. Đâu rồi? Bỏ qua đi, nói chuyện dài dòng quá. Đánh theo kiểu giống dạng chậm rồi. Ok, nhưng mà coi có kỹ năng gì hay không. Được nha. Đánh có kỹ năng đồ này nọ được. Chứ không phải vô mà sắp lá cà đánh theo kiểu 2D là không chơi. Được, ok. Đây, sao nói đánh nhiều vậy? Bỏ qua nhân hai à. Hay không? Nó đánh nó chạy theo ô như là cờ tướng vậy á. Được. Thể loại thấy cũng lạ. Cái gì vậy? Cái này chắc ngoài Nguyên Anh quá. Rồi, bỏ con tướng vô, bỏ sao đây? Rồi lắc rồi. Đậu. À dùng nó ra như vậy hả? Nó đánh văng luôn kìa. Hay là nó tự chạy xuống ta? À cái này là ở trên là chúng ta nên để những con tướng tăng ha. Nó phải đánh giết được cái con hàng đầu xong nó mới nhảy được cái con xuống dưới phía dưới. Con này chơi con bộ chiến thuật dữ dằn nha. Mà khổ có cái là mấy game Milu là anh em không có tạo được tài khoản đó. Bây giờ tài khoản Milu nó đáng giá giống như cả một gia tài vậy anh em. Nó còn hơn cả tài khoản Việt Nam nữa. Trời ơi, thật tình luôn á. Bây giờ game mà tài khoản của Milu là coi như là đáng giá dữ lắm luôn. Mà Milu dạo này cũng có nhiều game mới cũng hay nè. Hy vọng nó sẽ điều chỉnh chính sách đăng ký tài khoản lại. Chứ gắt quá nhiều anh em không có ấy được. Không có tạo được tài khoản chơi. Kim Nguyên Bảo. Gì đây? Thì mua hay gì á? À, mua lệnh bài quay tướng. Đồ. Ôi trời, đụng má lệnh bài quay tướng mà cũng bán lẻ nữa hả? Ê. Cái gì đây? Vé 50 tệ, nhưng mà làm sao ăn được? Nó méo biết luôn. Ok. Ủa, thông hướng dẫn đầu game rồi hả? Nhanh vậy. Tao còn chưa biết chuyện gì xảy ra nữa mà. Rồi cái chỗ nhập code nó nằm ở đâu? Rồi quà mua bằng Kim Nguyên Bảo nè, mắc quá. Còn đây là quà VIP. À dữ là quà VIP phi. Ở trên chắc là tốn phí. Ê, có triệu vân luôn. Ok, 12.000 hả? Nên suy nghĩ. Gì A Sủ gì đó. Trong này được hai con tướng nhưng mà sẽ suy nghĩ về cái vấn đề đó. Ta đang đi kiếm cái quà quy trước cái đã. Này nạp. Này lễ bao nè. Cái gì đây? Random ra tiếp gì đó. Này qua nằm đầu. Ớt VIP thì nãy chúng ta coi rồi hả?
vẫn chưa thấy cái chỗ nhập code nha. Chưa thấy chỗ nhập code. Cái này nó có nhanh hơn không ta? À, có bỏ qua được trận đánh nè. Được. Bỏ qua được trận đánh nữa là ngon. Rồi, ok, vô luôn. Ủa, rồi cái này bỏ không được anh em. Có cái bỏ được, có cái hồng hả? À, bỏ được rồi nè. Được thêm con tướng nữa kìa. Giờ mình đi vô mình coi gì đây? Này đấu trường hay gì? Hay là quay tướng? Chắc quay tướng quá à. Không, đấu trường rồi. Để coi nó đánh ra sao. Hơi chua nha. Rồi bên kia bị khống chế rồi. Không, thắng được, ok. Đó, trời ơi. Đủ, được kim nguyên bảo luôn hả? À, đánh theo từng thứ là được kim nguyên bảo. Kiểu như đánh map cốt truyện này nọ đó mà. Cái này nó báo là có cái gì ở đây mà không thấy được. Ủa này gì ta? Như đi chiếm tài nguyên hay gì á. À, farm được nè. Á đồ. À, farm nó cũng lên được level 10 à, không farm được hết. Cái gì à? Mua tốn 1.000. 1.000 hay 10.000? 10.000 hả? Á ơi. Quay ra cái giống ôm gì không? Rồi không luôn hả? Quay ra cái thứ gì vậy? Đây được cái chiêu tài nè. Lát. Ra gì đây? Bao nhiêu? 42.000. À, có lời là chơi. Rồi, hết lời. Gì đây? Để phi nè. Thường đồ phi là cái đồ không có chút giá trị nào hết. Gì vậy? À, đồ ngon. Thì ra là lên level chúng ta sẽ nhận được vé tệ. Còn ở dưới này thì hình như là đăng nhập hàng ngày nhận vé tệ. À, đúng rồi. Ngon rồi, đếm thử coi. Đúng, đây là 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000. 82, 64, 66, 68, 70, 72. 73, 74, 75, 76, 77 và khoảng 78 à. Nói chung là 7, cho nó 75.000 đi. 75.000 kim nguyên bảo. Rồi lên level chúng ta nhận được 1.000. Gì? 10.000, 15, 17, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30.000. Vậy là cho hết cái này là khoảng 10.000 đi. Nè, à đây nó có ghi nè, 10.000 tệ nè. Đồ. Đây, 10.000 tệ. Cũng được. Được đấy. Ngon, có huy vé tệ nhiêu đó là thấy hôm rồi. Nhưng mà vẫn chưa biết được cái chỗ nhập code nó nằm ở đâu.
hơi buồn là vẫn chưa biết được cái chỗ nhập code ở đâu anh em. Này túi nè, ăn vé tệ. Được, lên được VIP luôn hả? Kim Cương Bảo cắn rồi, nó cũng lên được ít nha, chứ không lên được nhiều nha. Ngoài này là tướng, còn cái chỗ quay tướng ở đâu còn chưa biết nữa nè. Gì đây? À đây chỗ quay tướng nè. 80.000 hả má ơi à. Chua dữ bay. À, 72.000 thôi hả? Mua 10 vé này. Con gì đây? Con gì đây? Tướng kìa. Ôi ta thấy ta vô ta mua VIP trong kia có bộ ngon hơn là anh em. Ngoài này tướng không có con gì ngon luôn á. Được có con này ngon là tướng cam nè. Ôi hơi su cả na ngoài này tí. Ui 60 mấy ngàn. 18 ngàn. Đây đúng eo ăn ăn một cái lên được ít VIP 3 luôn hả? Đồ con gì ta? Cũng được nha. Thấy thế chứ cũng được đấy. Ít VIP 8, mát là ít VIP 8 hả? Thì có hư nè, cho gì ạ? Rồi. À cũng A-Ship rồi này nọ thôi à. Nhưng chúng ta vẫn chưa biết được cái chỗ nhập code nữa ở đâu. Lên level cái gì? Này shop. Bên này gì đây? Vàng. Cái nhà chính chưa mở, mới mở cái nhiêu đó à? Cái này chắc là anh em phải tìm hiểu thêm rồi hả? Cái này là cái vé vé quay cái vé đánh phó bản. Đánh phó bản nó phải có đây. Này. Cái con kia toàn con cua bắp không à. Hết rồi. Ok. Đù nó đánh kìa. Ồ. Oh. Ôi hít cái loại game này nha. À coi kìa đó. Ô. Được lắm con à. Mà cái này phải lên level rồi. Không lên level thì đánh nó không có ra đồ. Mà đánh không được ha. Rồi thì link heo sẽ để dưới phần mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về ha. Nó được có cái là nó bỏ qua trận đấu cũng được luôn nè. Mà cái này phải tìm hiểu thêm hả? Lên level nó cho vé tệ 10.000 tệ rồi 75.000 tệ một gì 100.000 tệ đầy đủ hả? Đó, còn cái gì đấy không biết đây. Nó hướng dẫn cái gì ở đây? Lần nào nó hướng dẫn cũng hơi buồn một tí. Đây, vô lại coi. Cái này là chắc kiểu như năng động hay là cái gì vậy? Cho mấy cái điểm này không biết để làm cái gì đây. Ôi, ok, anh em nào có chơi thì tải về ha. Tìm hiểu thêm ha. Nghe thấy cái thể loại đánh đấm này nó cũng nhìn đẹp mắt á. Anh em nào muốn trải nghiệm thì tải về trải nghiệm ha. Link heo sẽ để dưới phần mô tả. Ok, rồi, bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.